thu quý khán giả đài truyền hình SBTN. Với những hoạt động tích cực phục vụ lợi ích cộng đồng dịp Giáng sinh 2011 và năm mới 2012, Liên đoàn Cử tri đã nhận được trên 1.000 phần quà từ một tổ chức của chính phủ. Hơn 1.000 món quà như đây thì chúng tôi đã liên lạc cả hơn một năm trước, hơn một năm nay. Cái bao nằm ở trong đây là tất cả là gồm tất cả những đồ chơi cho các trẻ em vừa nam vừa nữ, trong đó có những món quà rất là giá trị. Ngày 23 tháng 12 năm 2011, từ 12 giờ trưa đến hơn 9 giờ đêm, hàng chục thiện nguyện viên đã đến gói quà. Và quý vị đã thấy đây là những thiện nguyện viên của liên đoàn cùng nhiều một số các em trẻ ở tại học các high school cũng đã theo lời mời gọi của liên đoàn đến để phụ giúp một tay với lại liên đoàn. Và hy vọng rằng là cái năm nay với cái sinh hoạt này mới mẻ cho đồng hương chúng ta là một cái sự mở đầu của những cái đóng góp của liên đoàn cử tri đối với cộng đồng. Ngày 24 tháng 12 năm 2011, từ hơn 8 giờ 30 sáng, đồng bào không riêng sắc dân Việt mà các sắc dân khác cũng đã đến ghi danh tại Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ và nhận quà, chụp ảnh miễn phí với ông già tổ em. Bây giờ là chưa tới 9 giờ theo thông báo. Đây là những người đã register xong và đã là những cái top đầu tiên để bước vô nhận quà. Thì theo như ban tổ chức thì mỗi một lần vào như vậy là 20 em bé. Đoàn cử tri rất hãnh diện là đã quy tụ được các bạn trẻ có tinh thần phục vụ đồng bào. Một trong những cái điều mà các em quan tâm là phục vụ đồng bào và con cháu của các quý vị. Cho nên nhân cái ngày lễ Giáng sinh này thì các em cố gắng để đi tìm kiếm được một số quà tương đối cũng là gọi là khả quan, đó là trên 1.000 phần quà. Thì mục đích để phát không cho tất cả các con em của cái địa phương này. Liên đoàn cử tri, các anh em trẻ đã tỏ ra rất là hăng say trong các cái công việc hoạt động của liên đoàn. Thì đặc biệt năm nay trong lễ Giáng sinh, liên đoàn cử tri các anh em trẻ đã tạo được một cái thành tích rất là khả quan. Đó là các anh em đã xin được một số đáng kể phần quà để phát cho tất cả các trẻ em ở trong địa phương này mà không cần phải quyên góp, thì đó là một cái thành tích rất là đáng kể. Thông báo của liên đoàn cử tri về việc phát quà Giáng sinh năm 2011. Kính xin quý vị phụ huynh hãy cẩn thận giữ gìn con em của quý vị, đừng để các em vui đùa và nhất là không để các em chạy ra ngoài đường lớn nơi có xe lưu thông. Các em chỉ được di chuyển trong khuôn viên của Trung tâm Văn hóa Việt Mỹ mà thôi. Dù số lượng các cháu và gia đình đến rất đông, nhưng việc tổ chức chu đáo đã tạo thuận lợi cho người tham dự. Các vị dân cử thành phố San Jose như Casanchu, Ascora hay thị trưởng thành phố New York, Jose Estevez đã đến tham dự. And seeing the hundreds of children that are walking out here with their wrapped gifts, they're taking pictures with Santa. This is really what Christmas is all about, and I love the fact that the community can come together and really just do something nice this weekend. Because really, Christmas, yes, it's about gifts and all that, but really the most important thing is family and friends and community. Phó cảnh sát trưởng thành phố San Jose, ông Phan Ngô và gia đình đã đến từ sớm cũng tham gia công việc phát quà. Theo ban tổ chức, số lượng quà phát ra trên 800 phần đã được tổ chức chu đáo. Mọi người đều hân hoan hài lòng ra về vui Giáng sinh sau tháng 1 năm trước. Nghe lửa, cùng San Jose.